Chào các bác nha. Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2023. Hôm nay em lên sóng quay cho các bác về cái vấn đề thiết bị không dây. Đây là cả wifi các bác. Đầu tiên thì bác nào xem kênh của em thì cho em xin một like và một chia sẻ nhé. Đây, kênh của em là Sĩ Phương Computer. Đây, số Zalo của em là 0986313004. Thì bác nào cho xem video của em thì cho em một nút like nha, một nút chia sẻ nha, một nút đăng ký kênh nha. Thì em giới thiệu qua cho các bác hôm nay là em lên sóng về nói qua về cái vấn đề về cạc wifi. Cạc wifi mục đích của chúng ta là gì? Những cái cạc này là nó hỗ trợ cho chúng ta trong cái trường hợp là máy laptop của chúng ta bị hỏng cạc wifi là một này. Thứ hai là PC của chúng ta này không cần cái dây mạng này rườm rà, thì chúng ta gắn cái cạc này nó có tác dụng cho chúng ta là chúng ta gọn gàng, cũng như một cái laptop đấy chỉ dùng wifi không cần dùng đến dây, đúng không? Thì bác nào có nhu cầu mua cái những cái cạc này thì liên hệ bên em nhé. Đây, số điện thoại của em đây. Thì em giới thiệu qua một chút cái cạc này. Cạc này là cạc 150 megabit nano Wi-Fi N-USB adapter. Có nghĩa đây là một cái cạc Wi-Fi này kiêm luôn cả USB, cả nguồn USB. Có nghĩa chúng ta chỉ gắn vào cái cạc USB của máy tính, cứ khi USB là chúng ta gắn vào là nó sẽ tự nhận cho chúng ta. Đấy, thì cái này nó hướng dẫn cho chúng ta này, là hướng dẫn cài đặt này, truy cập vào website www.nctc.com.vn, kích vào tải về tài liệu. Bước thứ hai là kích vào Cloud One Wi-Fi GW511 để tải driver, sau đó chúng ta giải nén cài đặt. Bước thứ ba là xem video hướng dẫn chi tiết cài đặt vào trang YouTube này. Đấy, và chúc các bạn thành công. Đấy. Wi-Fi của chúng ta là Wi-Fi tốc độ truyền là 150 Mbps nano Wi-Fi N USB adapter. Con này qua thời gian em sử dụng là em thấy là con này rất chỉ là tốt quá, không bị lỗi nha, cắm mà dùng một thời gian thoải mái. Con này là modem là GW511, tốc độ truyền là 150 Gbps, 2.4 GHz. Đấy, các nào nhu cầu mua thì liên hệ bên em nhé. Cái này dùng rất dễ các bác, chỉ cắm vào là chúng ta dùng thôi. Em bóc cho các bác xem. Đấy. Con này rất rẻ nha. Đây, nó có một thanh USB này. Nó như một thanh USB đây. Rất gọn gàng. Còn hơn cái này là gọn hơn những cái thanh mà cái thẻ wifi mà chúng ta có râu chúng ta cắm vào sau là PC nha, cái đó rườm rà lắm, cái này nhìn rất là gọn gàng quá. Đây này, kết nối của nó này là chúng ta chỉ đầu tiên là một cái wifi này, dịch vụ này, là cái router này, rồi chúng ta cắm vào USB vào PC này, và chúng ta bắt sóng wifi modem của nhà mình. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái gì, cái minh tinh lên này, cái nào internet này, từ internet vào mấy cây này, sau cái toa kết nối qua máy tính bảng này. Đấy. Mobile phone này, máy tính bảng này. Đấy. Rất dễ dàng nha. Đấy. Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé, hàng em rất nhiều nhé. Đấy.
Thôi chào tạm biệt các bác nha. Các bác nhớ xem video của em thì cho em một nút like và một nút chia sẻ nhé. Kênh Sĩ Phương Máy Computer nha. Số điện thoại Zalo là 0986 313 064. Chào tạm biệt các bác nha.